Xin chào các bạn đến với chuyên mục hướng dẫn bóng đá nghệ thuật của nhóm Legend Crew, phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube bóng đá nghệ thuật. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật xoáy bóng trên ngón tay. Bước 1, tạo xoáy. Các bạn ôm 5 ngón tay vào dưới bóng, sau đó xoay cổ tay, kết hợp nhả bóng trên không. Chú ý, khi thả bóng xoáy thì phải làm cho nó thẳng một đường ngang. Bước 2, tạo xoáy. Chúng ta sẽ giữ bóng bằng móng tay hoặc là thịt đều được. Chú ý các bạn phải gồng cứng ngón tay và khi tiếp bóng thì phải tiếp đúng vào tâm bóng.